Chào các em, ở video này chúng ta sẽ cùng nhau làm bài tập 4, trang 58 theo một cái cách khác ha, cách thứ hai cách mà chúng ta sẽ sử dụng số hạng tổng quát Rồi bây giờ thì nhắc lại số hạng tổng quát ha Cho khai triển A cộng B mũ N thì sẽ bằng tổng của C, N, K, A mũ N trừ K nhân cho B mũ K khi K chạy từ 0 đến N. Được chưa? Cho cái khai triển này thì chúng ta có à, số hạng tổng quát thứ K cộng 1. Ha, số hạng thứ K cộng 1 sẽ bằng là C, N, K, A, N trừ K nhân cho B mũ K. Rồi chúng ta phải học thuộc lòng cái công thức này ha. Công thức này mình sẽ sử dụng khá là nhiều. Rồi và bây giờ mình sẽ ứng dụng công thức này để chúng ta làm bài tập bài tập 4, bài tập 4 trang 58. Tìm số hạng không chứa x trong khai triển x mũ 3 cộng cho 1 trên x mũ 8. Thì việc đầu tiên mình sẽ viết số hạng tổng quát của nó. Số hạng tổng quát của khai triển. Khai triển là x mũ 3 cộng cho 1 trên x tất cả mũ 8 là đây công thức này ha và mình sẽ không có quan tâm tới số hạng thứ mấy ha, đề không có hỏi khi nào đề hỏi số hạng thứ mấy thì lúc đó chúng ta mới cần cái vé trái này còn không bây giờ chúng ta chỉ cần cái vé phải này thôi ha nên số hạng tổng quát sẽ là CNK mà ở đây là mũ 8 nên là N bằng 8 đúng không? Hay nói khác là chúng ta viết là C8K. A mũ N trừ K. A ở đây là x mũ 3. Được chưa? A ở đây là x mũ 3. Là x mũ 3. N trừ K. N bằng 8. N trừ K. Rồi nhân cho B mũ K. B ở đây là 1 trên x. Ha. B mũ K nói khác là 1 trên x mũ K. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi rút gọn cái này ha. Cái này sẽ bằng C8K. Chúng ta có rằng là x mũ 3 rồi mũ 8 trừ K thì sẽ bằng là x mũ 3 nhân cho 8 trừ K đúng không? Nhân cho 8 hay nói khác là x mũ 3 nhân cho 8 rồi trừ cho 3 nhân K. Được chưa? 3 nhân cho 8 trừ K mình viết thành là 3 x 8 trừ cho 3 x k. Rồi, 1 trên x mũ k có nghĩa là bằng 1 mũ k. 1 mũ k cũng bằng 1. Chia cho x mũ k. Rồi, để rút gọn tiếp, chúng ta lấy cái này. x mũ 3 x 8 trừ cho 3 k chia cho x mũ k đúng không? Thì nhắc lại, chúng ta có là a mũ n mà chia cho A mũ M thì sẽ bằng A mũ N trừ M đúng không? Cho nên ở đây mình sẽ có là C 8K X mũ 3 nhân 8 là bằng X mũ 24 trừ cho 3K Chia cho X mũ K có nghĩa là chúng ta trừ cho K nữa đúng không? Được chưa? A mũ N trừ M là bằng X mũ 3 nhân 8 trừ cho 3K Trừ cho K được chưa? 1 không cần quan tâm. Và chúng ta rút gọn, chúng ta sẽ được là C 8k x mũ 24 trừ 3k trừ với k nữa là trừ -4k. Được không? Đề bảo mình là tìm số hạng không chứa x ha. Thì cái số hạng này à không chứa x khi và chỉ khi cái thằng này à bằng 1 đúng không? Bằng 1. Số hạng này không chứa x khi và chỉ khi là x mũ 24 trừ cho 4k sẽ bằng bằng 1 ha. Mà mình biết rằng một số uh, x mà mũ mấy mới bằng 1 x chỉ có mũ 0 mới bằng 1 thôi đúng không? x mũ 0 mới bằng 1 cho nên là 24 trừ 4K phải bằng 0. Ha. Vì x mũ 0 bằng, bằng 1. Và từ đây chúng ta sẽ tính ra được là K sẽ bằng 24 trừ 4K là K bằng 6 đúng không? 6, 4, được chưa? 6, nhân 4, 2, 4, chúng ta tính được K bằng 6. Từ đây mình sẽ thấy ngược vào đây ha. Mình thấy ngược vào đây để mình tìm số hạng không chứ ít. Vậy, số hạng không chứa x trong khai triển đã cho là chúng ta thế k bằng 6 vào đây thì chúng ta sẽ được là c68 nhân cho x mũ 0 đúng không? bằng c68 và bằng C68 là bằng 8 dây thừa ha, x mũ 0 bằng 1 chia cho 6 dây thừa 8 trừ cho 6 dây thừa chúng ta sẽ được là 8 dây thừa là chúng ta viết thành là 8 x 7 x 6 dây thừa à, chúng ta dừng ở đây dừng ở 6 dây thừa để chúng ta rút gọn với mẫu 6 dây thừa 8 trừ 6 dây thừa là bằng 2 dây thừa ha 2 dây thừa chính là bằng 2 rồi, tới đây chúng ta sẽ rút gọn ha, 6 cho thừa và 6 cho thừa hết ha. 8 x 7 là 56. 56 chia cho 2 là chúng ta được là 28. Được chưa? Rồi, chúng ta đã tìm ra được số hạng không chữ x ha, trong cái khai triển đã cho. Đó chính là số 28. và chúng ta cũng xong cái bài 4 trang 58. ha. Thì thầy có trình bày bài, bài 4 trang 58 một cái cách thông thường cho các bạn xem rồi. Bây giờ mình sẽ trình bày cái cách này là mình dùng cái số hạng tổng quát. Rồi chào các em, hẹn gặp lại các em ở video sau. Chúc các em học vui.